Vâng, xin được gọi cho chào kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con cô bác, toàn thể quý vị nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì rất vinh dự cho Bích Hường được là nhịp cầu nối giữa các diễn viên nam nữ cũng như toàn thể quý vị khán giả trong ngày hôm nay để gửi tới toàn thể bà con cô bác bằng những tiết mục đặc sắc nhất. Và có lẽ lời đầu tiên thì xin cho phép Bích Hường xin được thay lời cho nam nữ diễn viên trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con cô bác quý đông hội lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, xin được kính chúc cho toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng, đa tài đa lộc đa phú quý, đắc phúc đắc thọ đắc vinh quang. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và có lẽ rằng bao giờ cũng vậy, cứ đến ngày này, lễ hội truyền thống hàng năm của quê hương thôn Ngọc Lĩnh lại được diễn ra trong không khí tưng bừng náo nức của ngày xuân. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là có những tiết mục đặc sắc từ những thôn bạn cũng trở về để cùng giao lưu, để dành tặng cho toàn thể quý vị chúng ta bằng những tiết mục đặc sắc nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và có lẽ rằng đến với trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục, những ca khúc, những tình khúc ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước cũng như ca ngợi về tình yêu đôi lứa. Và tiết mục đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị chúng ta đã cùng đến với những người con của quê hương thôn Ngọc Lĩnh gửi tới toàn thể quý vị chúng ta qua ca khúc Khách đến chơi nhà, hay còn gọi mời nước mời trầu. Và đó cũng là lời mời ân tình và lòng mến khách của người con quê hương thôn Ngọc Lĩnh trong buổi sáng ngày hôm nay dành cho toàn thể quý vị. Vâng, và thật đúng là chẳng mấy khi khách quý đến chơi nhà đốt than quạt nước pha trà em mời người rơi. Chân này quý vậy người ơi, mỗi người rơi mỗi chén cho chúng em vui lòng. Em muốn cho sông cạn đất liền để em đi lại cào phiền đò giang, ước gì sóc hẹp một gang bắc cầu giải yếm đón chàng sang chơi. Vâng, và cũng xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Và sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt hướng tay chuẩn bị sân khấu và sẽ cùng đến với một tiết mục của đơn vị đến từ quê hương Thọ Điền với một ca khúc Rừng Xanh Vang Tiếng Tà Lư. Vâng, và xin được trân trọng kính mời tốt nữ của quê hương thôn Thọ Điền. Xin được trân trọng kính mời, và quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cho ca khúc được thành công. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồi xưa là bạn đặc biệt. Cái giấy cao là gì đó được cả.